giao lưu cả nhà mình cây hạt châu nha cả nhà ha. Cây này tàn chân rễ rất là quái nha, cây rất là già luôn cả nhà. Ở chi tàn thì nó cũng bay đủ hết rồi. Nó bộ rễ nó này còn trồng vào một cái chậu dĩa kích thước tầm khoảng là gần 40 mấy nha anh em ha. Nè anh em nhìn nè, 20 nè, đây là 20 nữa nè, 40 bốn mấy nè à, anh em ha, kích thước chậu dĩa nha. Chiều cao chậu dĩa này cao tầm khoảng 6-7 cm. Còn quay cái bộ đế cho anh em mình xem trước nha. Bộ đế, bộ rễ nó này nó nổi rất là khỏe nha. Bộ rễ nó này cây rất là già nè, nó lão từ đây ha. Anh em mình thấy không, lột già lớn này. Rất khỏe nha. Chỉ có một cái chỗ đây là lũ riêng thép này, lũ thép rất là cứng nè. Đó, ở đây cầm đây rất ok nha anh em ha. Đó, quay cái bộ đế cho mình anh em mình xem trước. Đây là toàn cục còn kém để cho nó cố định gió thổi không lây lách thôi, chứ anh em yên tâm không có gì cả nha. Đó, phủ một lớp đây là đất Akama này nằm phía trên này để cho nó tạo cái bộ đế này, nên chỗ đó nó chắc, nên là dinh dưỡng nó ổn nữa, nó đủ độ ẩm, nó mát cho cái bộ rễ để cám, rễ cám mình chưa được, tức là còn mới nâng đế lên nó chưa được già nên phải uống xíu. Đó, cái bộ rễ cám của nó rất là dữ tợn nha anh em xem nha. À, rồi tiếp theo toàn quay cho anh em mình xem cái tàn cho cái chỗ cái cốt này, cái cốt chỗ này thì nó gần bằng cái cổ tay nha anh em, gần cổ tay. Anh em nào mua cây hạt châu này thì muốn xem kỹ video á thì add Zalo, còn có để Zalo dưới phần mô tả hoặc là dưới phần tiêu đề, anh em mình add thêm rồi anh em mình xem coi. Đó, cái tàn bay phía trên nha anh em ha, đây là cái tàn bay phía trên. Đó, tất cả những chi cành nó bay lót rất là ok này, anh em thấy nó lót không? Nhìn rất là ok luôn, nó đầy đủ chia rồi, chỉ cần nuôi cái ngọn ở chỗ tầng B này, là một cái ngọn nhỏ chỗ đây nữa thôi. Đó, ngọn nó có sẵn luôn rồi nha anh em ha. Nó xây tròn cái mạch, đây là cái mạch. Đó, đồng xây tiếp tục cái mạch phía sau kia, đây là cái mạch ngang lưng bay đây. Nó bay ha, anh em thấy nó bay ha. Đó, nó bay ra tới kia, nó ngẩng đầu lên đây như vậy. Chi cần anh em yên tâm, nó dày kín hết rồi, về nuôi là ra hoa ra trái chơi thôi, không làm gì được cả. Nó vừa rồi nó ra hoa toàn cắt, nó toàn mới cắt còn đi kèm lại nước hai, ra hoa ra trái toàn cắt hết rồi. Nó toàn cắt vẫn còn cái vết cắt này, nhưng mà vài bữa nữa nó cũng sẽ ra tiếp tục hoa trái được hai thôi, nó vẫn ra liên tục anh em ha. Cái cây nó già rồi, cành chi nó đủ hết rồi. Đó, cái cành xương của nó già như thế này mà toàn chưa đi kèm, toàn chỉ bấm giật thôi này, tại vì nó bay ra cũng đúng vị trí rồi, chỉ xin này có cần đi kẽm thì chúng ta bẻ cho nó duyên xíu thôi. Đó, bẻ cho nó có những cái co 3D đẹp đây, em thấy không, rất là vàng luôn ha. Rất ok xương nó này. Nay hôm nay shop toàn gần chợ nên nay nó chợ khuya nha cả nhà. Toàn nói hơi bị liệu, đó là chợ phiên của mình, gọi là chợ phiên thì nó hơi đông, khách đông rất là đông, xe để phía trước shop toàn anh em để ha. Đó, cây như thế này anh em nào chốt cái này thì inbox toàn nha. Rồi, giá cả thì anh em mình inbox để thương lượng nha. Rồi, inbox thương lượng. Cái bộ bay của nó rất ok, tầng quay xe cho anh em mình xem nha. Cái bộ rễ này, tầng bay nè ha, bay lên mà bộ rễ nổi rất là duyên nha. Cây này càng nuôi càng tương lai nha anh em, rất là đẹp. Tay chân là đã thuộc hết rồi, kẽm thì này tháo được rồi nha anh em mình, thấy nó kẽm không, cái kẽm đã liếc có những co 3D hết rồi này, tháo kẽm được rồi nè, không cần phải giữ kẽm nữa nha anh em ha. Tháo kẽm ra là nó vị trí đó, nó ok, nó đi theo vị trí hết rồi đó. Kẽm này, kẽm nó theo này ha, nó đã có một chút đường lằn rồi này, bây giờ ta tháo hết này, tháo luôn này. Đó, anh em mình thấy kẽm tháo, kẽm có cái lằn không đó, tháo giống như cái thằng này nè, những cái lằn này nè. Bây giờ thả ra là không có bị gì, không có bị nó cong lại nữa, nó nằm ở đúng vị trí luôn, rất là đẹp. Rồi, anh em nào chốt inbox toàn nha. Đó, cây này thì giá thương lượng thôi nha anh em ha. Anh em nào ngại giá được thì toàn chỉ giao lưu. Hải châu toàn còn rất nhiều, mỗi ngày toàn lên một cây cho anh em mình thôi. Mỗi ngày toàn lên một cây thôi nha anh em ha. Để anh em mình dễ lửa. Đây, cái này nó đậu trái hết rồi nè. Cái này đậu trái hết rồi nè. Em này thì cánh sen đang đậu trái hết rồi, cây ho và đậu trái hết rồi, rất là đậu trái. Cây này mà muốn ra trái thì quay clip làm TikTok thì bài hay nè ha.
Rồi, mình xin phép xuất video nhé. Chào tạm biệt cả nhà mình nhé. Quay sơ cái vườn của Toàn xuống.